Vâng, thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% tiếp tục được kéo dài cho đến hết năm nay. Đây là chính sách vừa được Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 khóa 15 thông qua vào cuối tuần trước ạ. Vâng, trừ các ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản hay kim loại thì tất cả các ngành nghề còn lại đang phải chịu thuế suất là 10% sẽ được giảm xuống chỉ còn 8%, và đây là lần thứ tư kể từ năm 2022 Quốc hội, Chính phủ ban hành chính sách này để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp cũng như là để kích cầu tiêu dùng. Vâng, có thể nói là trong tất cả các chính sách tài khoá thì có lẽ là giảm thuế giá trị gia tăng là chính sách mà có ý nghĩa và tác động tới hầu hết mọi người dân và doanh nghiệp, đúng không anh chị ạ? Vâng, tôi có thể nói như thế này ạ. Cũng là một người tiêu dùng ạ, thì tôi thấy là mình đang là người được hưởng lợi đầu tiên ạ. Đây là tờ hóa đơn mà tôi vừa mới đi siêu thị vào sáng ngày hôm nay. Vâng, phải nói là khi mà được biết là mình sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng thì tôi cũng đã lên kế hoạch là thôi mình sẽ tiến hành đi chợ mua sắm cho cả tuần đi để xem là mức giảm sẽ được như thế nào. Và với cái hóa đơn này thì anh Chí và quý vị khán giả có thể thấy với giá trị không quá lớn đâu, khoảng 3 triệu đồng hơn một chút cho một tuần đi chợ của gia đình ấy, thì theo tôi tính toán giảm 2% thì tương đương với việc là giảm 60.000 đồng. Và với một con số như thế này thì với số tiền 60.000 đồng thì tôi đã có thể mua thêm một chút đó, hộp bánh và vài cây kem cho bé. Và về nhà thì cũng có chia sẻ với con là nhờ được giảm thuế nên là có thêm những cái món quà nhỏ cho con, thấy bé cũng vui lây anh chị ạ. Vâng, tôi thấy là mặc dù là ít chứ mà chị đi nhiều lần trong một tuần, trong một tháng thì con số cũng không nhỏ đâu. Và thậm chí là với những cái hóa đơn mà nhiều tiền hơn thì cái lượng tiền mà được giảm 2% đó thì cũng rất là lớn đấy. Ví dụ như là tôi có một cái hóa đơn ở đây và giá trị của nó khoảng 16.300.000 đồng, và như vậy thì thay vì là đóng thuế VAT 10% thì phải đóng khoảng 1.630.000, thì với mức 8% thì chỉ phải đóng 1.370.000 thôi, thì mấy trăm nghìn thôi, thì tôi nghĩ là nó cũng là khoản tiết kiệm trong một cái thời buổi mà mọi người đều sẽ thắt chặt chi tiêu. Vâng, phải nói là đây là một điều không chỉ là để chúng ta tính cho một lần giảm đâu, mà sẽ có nhiều lần giảm như vậy cho mỗi lần người tiêu dùng của chúng ta đi mua sắm cho tới hết cả năm nay cơ mà. Và theo ước tính của Tổng cục Thuế thì Bộ Tài chính, người dân và doanh nghiệp có thể tiết kiệm được 47.000 tỷ đồng trong năm 2024 từ việc giảm thuế giá trị gia tăng 2%. Việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% thì cũng khiến cho những cái tờ hóa đơn như thế này thì tiết kiệm được một chút, từ vài nghìn cho đến vài chục nghìn đồng. Tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đấy. Và đương nhiên thì những món hàng như thế này thì cũng giá sẽ giảm đi một chút, và người tiêu dùng thì chắc chắn là sẽ mua được nhiều hàng hơn, thì còn các cơ sở kinh doanh thương mại thì doanh thu cũng tăng đáng kể. Giảm cái thuế 2% thì có vẻ là ít thôi, nhưng mà một tháng mà mình đi Hà Nội 7 lần ấy thì cộng vào cũng hơi nhiều chứ. 2% thì mỗi một đầu triệu thì là sẽ được giảm 20.000, và với cái tần suất đi siêu thị là một tuần, hai tuần, một tuần đi siêu thị hai lần thì cũng tương độ giảm tương đối cho người dân. Giảm được đồng nào thì hay đồng đấy đối với những người dân lao động như chúng tôi. Là giảm thuế VAT 2%. Nó đã giúp cho rất nhiều hàng hóa được giảm giá xuống. Do vậy, chúng tôi vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh có tăng trưởng đều đều. Và năm nào thì chúng tôi cũng đều có mức tăng trưởng là 10%. Và từ 6 tháng đầu năm, tính từ tháng 1 cho đến bây giờ, thì chúng tôi vẫn có duy trì được cái mức tăng trưởng là 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Và khi mà phóng viên Khánh Huyền đi ghi nhận những ý kiến của cả người bán và người mua, thì khi mà về thì chị ấy có chia sẻ với tôi là cả người bán và người mua khi mà biết được cái thông tin này thì đều vui cả. Còn bây giờ thì tôi xin chia sẻ tới quý vị một biểu đồ để chúng ta cho thấy sự tác động của việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến tăng trưởng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng từ năm 2022 cho tới nay như thế nào. Nếu như năm 2021 chưa áp dụng chính sách giảm thuế VAT 2% thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 4.789.000 tỷ đồng. Còn năm 2022, sau khi mà áp dụng giảm thuế 2% thì con số này đã lên là 5.679.000 tỷ đồng, tăng 19%. Đến năm 2023 thì tiếp tục tăng lên là 6.231.000 tỷ đồng, và 6 tháng đầu năm nay con số này vẫn đang tăng trưởng là 8.6% so với cùng kỳ của năm ngoái, chị Hương ạ.
Vâng, rõ ràng là việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% đã góp phần kích cầu mua sắm tiêu dùng của người dân. Và hơn 2 năm qua thì không chỉ người tiêu dùng, cơ sở kinh doanh được lợi mà cả các doanh nghiệp sản xuất cũng nhờ vào chính sách này mà đã được hỗ trợ về dòng tiền để khôi phục sản xuất kinh doanh sau hậu đại dịch COVID-19, ghi nhận của VTV Money tại thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại cầu cảng của công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng. Từ tháng 7 năm 2023 cho đến nay thì doanh nghiệp đã được thụ hưởng hơn 100 tỷ đồng từ việc giảm thuế giá trị gia tăng 2%. Từ nguồn vốn này mà doanh nghiệp đã sử dụng để mua thêm hơn 50.000 tấn than nguyên liệu để phục vụ việc sản xuất kinh doanh. Từ đó mà việc sản xuất kinh doanh đã ngày càng phát triển. Nguồn vốn này là góp phần rất là lớn để cho chúng tôi đáp ứng cho việc thanh toán chi phí nguyên liệu đầu vào. Thì chính vì vậy mà trong năm 2023 thì chúng tôi đã vượt qua những cái khó khăn, thì chúng tôi đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh rất là tốt. Thì doanh thu của chúng tôi đạt khoảng 11.500 tỷ với vượt 8,4% so với năm 2022. Còn 6 tháng đầu năm 2024 thì doanh thu của chúng tôi đạt khoảng 6.300 tỷ. Cho thấy rằng là cái chính sách miễn giảm thuế và gia hạn nộp thuế của chính phủ là rất kịp thời, rất ý nghĩa và thiết thực, góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay. Việc giảm thuế mặc dù làm cho nguồn thu giảm trong ngắn hạn, tuy nhiên trong dài hạn thì sẽ tích cực đến sự phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đóng góp số thu cho ngân sách nhà nước. Giảm thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm 2024 này thì Cục Thuế Hải Phòng sẽ tích cực tuyên truyền phổ biến cũng như hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn được biết và thụ hưởng. Và đà phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì được minh chứng bằng GDP 6 tháng đầu năm nay đã tăng 6,42%. Và trong đó thì nhiều ngành nghề đã có mức tăng trưởng ấn tượng. Ví dụ như là xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thì tăng hơn 16%. Ngành công nghiệp cũng tăng 7,5%. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng hơn 13%. Ngành xây dựng tăng 7,34%. Hay là bán buôn và bán lẻ thì cũng tăng với mức là 7,34%. Vâng, trả lời phỏng vấn với VTV Money thì đại diện của Tổng cục Thuế cho biết là để giúp người dân, doanh nghiệp kịp thời thụ hưởng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm nay thì cơ quan này vừa có công điện hỏa tốc gửi Cục Thuế các địa phương đề nghị chủ động tuyên truyền hướng dẫn cho người dân nộp thuế, đặc biệt là với cách xác định những mặt hàng nào được giảm, tránh rơi vào tình trạng là doanh nghiệp phải tự loay hoay xác định như trước ạ. Nghị quyết của Quốc hội thì vẫn kế thừa những cái quy định cũ tại quy định tại nghị định nghị quyết 43 năm 2022. Theo đó thì cái việc giảm thuế trợ tăng vẫn áp dụng đối với lại những hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% và có loại trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ không được giảm. Cái việc xác định giảm thuế mặt hàng giảm thuế giá trị gia tăng thì cũng gặp khó khăn trong thời gian đầu khi năm 2022 bắt đầu mới thực hiện. Còn đến nay thì nhìn chung chúng tôi đánh giá là cái việc xác định mặt hàng được giảm thuế thì gần như không còn có vướng mắc gì nữa. Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết thêm rằng chính sách giảm thuế VAT 2% vừa được ban hành lần thứ 4, còn chính sách gia hạn nộp thuế vừa được ban hành lần thứ 5, thực hiện từ nghị quyết số 42 của Quốc hội khóa 15, là những chính sách về tài khóa chưa từng có tiền lệ, được thực hiện trong thời gian kéo dài. Và điều này cho thấy sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ với người dân, doanh nghiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đúng với tinh thần trong nghị quyết số 93 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.